Vâng, trung tâm điện tử Tà Mo xin chào tất cả các bác nhá. Và rất vui chúng ta lại gặp nhau trong một clip vào buổi chiều ngày hôm nay. Trước mặt các bác và anh em đây, bây giờ mà tiếp tục giới thiệu đến các bác anh em một cặp loa Mỹ xịn PV SP3 còn bỏ cạp. Thì loa này bên em về được vài ngày rồi. Vài ngày hôm nay có cái thời gian tháo nội thất để giới thiệu đến các bác anh em của cặp loa PV SP3. SP3 con bộ cặp bên em về được 2 cặp nhé. SP5 một cặp và một cặp súp. Đấy, loa đẹp lắm này, loa đẹp nhức lách các bác này. Đấy, bass 40. Đấy, từ 22 côn họng 100, một chung một tép kèn. Đấy, loa 3 đường tiếng. Đấy, PV con bộ cặp đây anh em. Đấy, loa đẹp lắm. SP3 con bộ cặp. Đấy, 2400W PV. Đấy, nguyên tem nhé anh em nhé. Đấy, thùng gỗ bọc da. Đấy, cái dòng da này là da giả sơn sần cát đây anh em này. Đấy, à, đẹp lắm, bác nào có nhu cầu chốt cặp này liên hệ với em nhá. Này, các cái góc đai này. Đấy, hàng nguyên zin. Đấy, loa này đẹp khoảng là trên 90% các bác nhá. Đấy, trên 90%. Đấy, loa 3 đường tiếng. Đây là cái thông số của cặp loa này, PV SP3 do Mỹ sản xuất, made in USA, hỗ trợ 4 cổng, 2 cổng lưu trích và 2 cổng 6 ly, công suất rất khủng 1200W max, trở kháng 8 ohm. Đấy, hàng Mỹ xịn anh em nhá. Đấy, đẹp xuất sắc, dị nguyên bản. Rồi bây giờ mà mở nội thất ra để giới thiệu đến các bác anh em cặp loa PV SP3 còn bỏ cạp các bác. Các bác anh em trở lại cái phần 2 để em tiếp tục giới thiệu đến các bác nội thất của cặp loa Mỹ PV 3 đường tiếng SP3 còn bỏ cạp. Đấy, sử dụng bass 40, từ hai côn 100, một chung một tép kèn đây. Đấy, đây em vừa tháo ra đây các bác này. Đấy. Loa tình trạng bao nguyên zin. Đấy. Độ đẹp của nó còn khoảng trên 90% các bác nhá. Đây phần tần của em nó đây các bác. Đấy, phần tần quá gấu rồi. Đấy. Chất lắm các bác nhá. Đấy, loa này chơi phải nói là chất hết nước chấm. Này, sợi dây đen đỏ này cái nối cho tép này. Sợi trắng đen này cái nối cho loa chung này. Sợi vàng đen và vàng xanh này cái nối cho loa bát các bác nhá. Đây. Đấy, bông tiêu âm mà phải nói là hầu như là chưa có bụi các bác nhá. À, hầu như là chưa có bụi này các bác này. À, cái dòng này họ thiết kế hai cái lớp bông tiêu âm. Đấy. Đấy. Bên ngoài là màu đen, bên trong là màu trắng. Đấy, loa tình trạng nguyên zin, đẹp không tì vết. Đây các bác quan sát cái mặt sắt từ của loa bát này. Nó chưa có một cái dấu hiệu gọi là một chút hoen ố trên cái mặt sắt từ. À, em cảm nhận cái mặt sắt từ của cái loa bát này nó như là mới vừa sản xuất ra các bác này. Đấy. Đấy, đẹp cáu cạnh các bác nhá. Đấy, từ 22 côn 100. Xương của cái dòng SP3 này được sử dụng xương 8 chấu màu đen. Đấy, màu đen các bác nhá. Đấy, xương màu đen. Đấy, loa này thì quá chất rồi. Sơ di màng đầy đủ đây các bác. Đấy, sơ di màng đầy đủ nhá. Đây. Đấy, bao nguyên zin 100%, bao nguyên zin, bao đẹp, bao chất. Đây, chung của nó đây các bác. Đấy, chung đây. Đấy, tép sử dụng củ từ 14 côn 51, mã của nó là RX22, sản xuất tại Mỹ, made in USA. Đấy. Đấy, từ 22 các bác nhá. Đấy, từ 22 côn 100. Đấy, loa bao nguyên zin. Đây là lần đầu em tháo ra đây các bác nhá. Đấy, loa chưa gọi là lần đầu tiên được tháo ra. À. Đấy. Loa nguyên zin đẹp, xuất sắc đây. À. Đấy, màng giấy gân vải tầm dầu. Nó là gân 4 sóng. Đấy. Đẹp không? Đấy. Nó là xứng đáng đồng tiền bát gạo cho những cái cặp loa Mỹ đẹp như thế này. Đấy, đẹp lắm. Rồi, loa phải nói là quá đẹp. PV đấy, phải nhắc đến một từ là đẹp cáu cạnh các bác nhá. Đây là con chung của nó đây. Đấy. Đấy, các bác quan sát cái con chung của cái mã SP3 con bọ cạp mà.
Đấy. Đấy, đẹp nhức lách các bác nhá. Rồi. Đấy, bát chum kép. À, thùng gỗ bọc da. Da là da sơn sần cát. Vâng, thế với cặp loa Privay SP3 con bò cạp sử dụng bát 40 từ hai côn 100, một chung, một tép kèn, một dòng loa 3 đường tiếng của Privay. Đấy, đẹp cáu cạnh. Độ đẹp còn khoảng trên 90%. Đấy. Vâng, thì cặp loa này đang có giá đầu tư 32 nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu những cặp loa Privay 3 đường tiếng SP3 con bò cạp là liên hệ bên em theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Vâng, và địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, loa đẹp lắm. Đấy, từ những cái năm em làm loa ăn giờ gọi là cái lô loa này phải nói là đẹp. Phải nói là đẹp từ trước tới nay đấy. Đấy. Đấy, loa này là loa mới dùng lướt thôi, loa bãi họ dùng lướt các bác nhá. Đây, vẫn nguyên bụi bẩn này. Đấy, đấy nha. Đấy, loa Mỹ xịn này quá. Đấy. Mỹ. Rồi, 32 triệu. Một cặp loa Privay SP3 con bò cạp. Rồi, mọi nhu cầu mua sắm quý vị và anh em liên hệ theo hai số điện thoại trên nhé. Và đến đây em xin tạm dừng cái video. Xin hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video tiếp theo nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.